Mình là người tu á, mình phải dạng quý vị, ít gì mình cũng phải gan chút. Mình mà nhắc nhát thì mình tu không được á nghe. Có những khi phải dạng. Nó bây giờ vì tu vì niệm Phật cầu sanh cực lạc mà lỡ bị gặp ma bây giờ thua rồi, hiểu không? Bây giờ mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình gặp ma mình nói chào bạn, chào bạn ma, xin hỏi bạn tên gì? Tôi kêu bạn bằng ma, kỳ quá. Cái đó nó nói tên Thí Hồng. Thí Hồng nó à, Thí Hồng hả? À, được rồi, thôi bạn đi chơi chỗ khác đi để tôi đi về. Rồi là xong chuyện quý vị. Còn mình vừa gặp cái mình ta thua rồi. Niệm Phật cầu sanh cực lạc mà gặp ma mà vậy là thua rồi. Thấy chưa? Mà ngộ nghe, ma quỷ ghét nhất là con nít bất hiếu với cha mẹ. Mới hồi sáng này qua bên đạo tràng ba, qua đạo tràng ba nghe, có cái bà này tự nhiên bà vừa gặp Như Đức nói chuyện có mấy câu, bà nói thầy, thầy bước vô trong đây chút xíu, con gặp thầy, con có việc quan trọng để gửi đến thầy. Mình tưởng đâu là sắp sửa xây dựng, bà đem một cục vàng gì bà cúc, chuyện gì quan trọng phải không? Mình bước vô, cuối cùng vừa bước vô cái tự nhiên vừa bước vô làm gì vậy? Nói gì chàng? Gì đây? Anh nói tôi là con quỷ. Tôi ghê. 200 năm rồi. Xong khi nói chuyện cái này cái kia nghe quý vị. Xong những đức hỏi như vậy loài quỷ ma ghét nhất hạng người nào? Nói ghét nhất là con bất hiếu với cha mẹ. Kinh không? Mà quý vị nghe đại lão hòa thượng Tịnh Không mà giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên này nói rõ ràng mà. Có nghĩa là ông chờ ông kính nhất là người con có hiếu, mà ông chờ ông ghét nhất là người con bất hiếu. Kinh khủng không? Vậy thì quỷ thằng ghét con bất hiếu là đúng rồi. Kể cho vị nghe câu chuyện này mới đáng sợ với đứa bé này nghe nè. Nhỏ này nghe nè. Con bắt hiếu nghe nè. Một đứa con nít hỗn với cha mẹ, chửi cha mẹ, nghinh cha mẹ, kênh cha mẹ. Mỗi lần cha mẹ la nó quay làm nè. Nó làm vậy đó bị coi. Nó hỗn với cha mẹ kinh khủng chưa? Nó cự vậy đó. Cái bà này bà len nghe những đức giảng, bà hiểu nhân quả, bà bua trả nợ luôn quý vị. Đêm đó, cái đêm đó nghe quý vị, lúc 12 giờ phiên nó đang ngủ, tự nhiên nó bắt người nó đứng lên. Bà nói rõ ràng 100% cái cần cổ nó quay ra phía sau lưng. Cần cổ quay ra sau lưng luôn. Kinh chưa, kinh chưa. Mà cái này là giống như là giống như người ta bẻ ngược ở phía sau luôn quý vị. Mà nó làm sao ghê lắm. Tự nhiên mắt lùm lùm mà trồng trắng trở lên. Giống như gần chết vậy đó quý vị. Xong á, bà nói Nam Mô Di Đà Phật, dù con tôi bất hiếu nhưng mà nó còn nhỏ, thôi tôi cũng là người tu hành, tôi cầu nguyện cho con tôi tha cho nó lần này đi, từ đây sắp tới tôi dạy con lại nó không dám gì nữa đâu. Xong vừa nói vậy tự nhiên mắt nó trở lại bình thường, nó không có chợn chợn lên nữa. Xong cái tự nhiên cái đầu nó bẻ qua bên, cái gắt qua bên trở lại. Từ đó về sau đứa bé này không dám một lời hỗn với cha mẹ luôn. Kinh khủng chưa? Nên ma quỷ ghét nhất là con nít bất hiếu với cha mẹ. Đừng nói con nít, người lớn còn ghét ác hơn. Tại vì con nít mà bất hiếu với cha mẹ thì quỷ còn ghét ít. Còn người lớn mà bất hiếu với cha mẹ quỷ còn ghét ác hơn. Vừa gặp một cái nó làm thấy ghê thiệt. Mình tưởng nó đem vàng đem bạc về đến cúng chuẩn bị xây chùa. Vô cái tự nhiên bước vô cái làm nà nà. Không mà sao ngộ cái quý vị. Quỷ ma sao người ta ương vậy quý vị ơi. Mấy lần nhập vô là nà nà lọc. Ngộ ghê quý vị ơi. Đó. Làm như ta buồn quá sao ta gặp mình ta vui sao quý vị ơi.
Mà điều là gặp Như Đức là nói là nghe thầy giảng vui lắm. Nên gặp là cái tự nhiên gặp mình cái là na na na. Ngộ ghê chị. Nó không công nhận nghe mình vui mà quỷ ma người ta cũng vui với mình đó quý vị ơi. Rõ ràng ta gặp Như Đức ta đều nói là nghe Như Đức giảng ta thích. À, nghe giảng thích. Cái bài giảng á, cái bài giảng mà để trong cái đèn bông sen quý vị biết, rất nhiều người gặp Như Đức nói luôn là nằm mơ thấy cha mẹ về báo mộng nó rằng ông thầy này giảng hay lắm. Đó là chết rồi đó quý vị. Rất nhiều đứa con gặp Như Đức nói vậy đó. Mà họ nói một câu gì mới ghê nè quý vị. Đúng là kinh khủng thì cái này là 100% luôn. Họ nói một câu gì nè. Cái đèn đó đó, cái đèn đó đó, họ nói vậy đó. Là trong mơ nó cái đèn đó đó, cái đèn đó đó. Chỉ nói đúng vậy thôi. Mấy đứa con không hiểu gì chứ. Lỡ hỏi Như Đức nói là hiểu rồi. Học Phật mà sao không giải thích rộng ra để hiểu. Hiểu bằng một cách phong phú một chút. Hiểu phong phú không? Là sao? Tại sao nói cái đèn đó đó, cái đèn đó đó là sao? Cái đèn đó ngay lễ dưới Di Đà thầy tặng cho. Hiểu chưa? Đó. Nó âm hưởng bao nhiêu người tu hành. Hiểu quý vị? Cái tâm chân quý nhận được cái đèn đem về nên cái đèn đó đó, cái đèn đó đó âm hưởng cái công đức bao nhiêu con người. Thật sự âm hưởng nghe quý vị. Cho quý vị biết nghe, dù là tượng Phật, tượng Phật là linh, tượng Phật là linh, mua tượng cũng linh, nhưng mà nếu thỉnh tượng ở chùa thì hoàn toàn vô cùng đặc biệt, không phải đơn giản. Thỉnh tượng mà quý vị coi, giống như bây giờ Phật là vô giá lấy gì mà mua, nhưng mà người ta bán thì mình mua thì chuyện này không có gì. Nhưng mà được nhà chùa cho thỉnh đem về thờ thì cái việc này không đơn giản đâu quý vị ơi. Không đơn giản đâu. Cái cô này thỉnh một bộ tượng Phật ở chùa mình đem về thờ, thấy không? Tối lại nghe, thờ tôn tượng lên, nghe lời nước tôn tượng lên, niệm Phật lấy Phật xong nghe. Tối lại bà ngủ bà thấy nghe. Dòng họ của bà đã chết rồi, tự nhiên lỡ quỳ trước Phật xa 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 xa. Kinh chưa? Nhà mà thờ Phật á, là phần âm chưa siêu thoát trong nhà mình lỡ lại Phật. Tại vì người ta sẽ thấy được quang minh phổ chiếu. Người ta quỳ người ta lại Phật. Bà nói thầy ơi con nhận thầy ơi, con tự nhiên con nằm mơ con thấy vậy, thầy biết là người con rỡn đừng rỡn ốc lên chứ. Mà nói câu này quý vị có khi cũng rỡn ốc luôn chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nhiều bà đưa tay lên rỡn ốc thấy chưa. Nó nên đó quý vị à, mình á về cái tâm thiện có thể giúp được người ta nhiều lắm. Mà mình mà ác là người ta cũng ghét mình á. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ đây nghe không, các con không có dám hỗn với cha mẹ nghe chưa, chứ nói lời giả dối với cha mẹ nghe không. Nó nên từ nơi đó mà chùa mình á từng nào cũng có sinh nhật. Bữa nay cũng là 17 nè, 17 người sinh nhật nè. Nhớ đi về đây á, sinh nhật á mà tổ chức ngay chùa có phước. Vừa nghe đạo nè, vừa niệm Phật nè, hồi hướng nè, vừa phóng sanh nè. Nên ngày sinh nhật là ngày mình tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình, ngày mà được sinh ra cái cõi đời này. Nên mình phải làm một cái phước thiện gì hồi hướng cho cha mẹ còn sống, hoặc cha mẹ đã chết rồi. Nhưng mà đi về chùa mình nghe pha đạo, mình niệm Phật là mình thấy mình hưởng phước rồi. Nên những đứa nói các cháu nhỏ nghe, về đây nghe không, về đây mà niệm Phật 20 phút đó nó không đơn giản đâu đó. Mấy đứa bé này sao này phước duyên lớn dữ lắm nè. Không có đơn giản đâu. Nếu mà các con mà có phước duyên các con mới thịnh vượng nghe không. Nó nên mình đi về đây mình phải đi vô đây mình ngồi, không có được đi lòng vòng bên ngoài. Hai tuần trước mới nói, bữa nay mới nói nghe. Hai tuần trước có ba đứa bé nhỏ ngồi đây nè, ba đứa đi lại chùa mình, hiểu không? Nó đi ra ngoài ngay chăn chỗ cái cây sau lưng khu tăng chùa mình đó, nó chơi. Cái giờ Như Đức nói chuyện ở đây, nó chơi ngoài đó nghe. Ba đứa xong. Khi tới giờ ở đây xong hết,
Ba đứa đứng hoài ở đó không vô được. Cái này nói cho mấy đứa nhỏ biết đó. Thấy không đơn giản nghe không? Cái ngôi chùa mà tu hành á, mà ông thầy không có tâm huyết, ông hướng dẫn mình nhiệt tình hết lòng đó nghe. Mà con nít mà đi về chùa mà tới giờ không vô ngồi đàng hoàng á, không đơn giản thấy chưa? Đứng hoài, đứng vô đó hoài, không có đi vô. Xong cái cha mẹ nó lên muốn gặp Nhân Đức, nói thầy bây giờ ba đứa nhỏ nó đứng hoài, nó không có vô, nó đứng vô đó hoài, chứ sao khu tăng? Nhân Đức ra phía sau, Nhân Đức nói không có vô nghe nói chuyện với, không có vô niệm Phật nè. Có khi đi đến chùa được, ông bà tổ tiên người thân cũng cảm ơn là đi đến chùa niệm Phật hồi hướng cho người ta, nhưng mà đi về chùa mà không niệm Phật nè, nên đứng ở đây nè, cuối cùng á người ta làm gì cho một lần cho sợ. Từ hôm nay các con phải vô ngồi đàng hoàng, lúc nào chơi thì chơi, lúc nào tới giờ thầy qua nói chuyện là phải vô. Có nghĩa là trước thời gian vô niệm Phật 20 phút, xong rồi thầy qua nói chuyện nghe không. Từ hôm nay không có gì nữa nghe không. Gật đầu sợ, tại nó vô không được, nó sợ rồi. Rồi cuối cùng như Đức nói, vừa nói xong câu như Đức nói rồi con đi vô đi, là nó đi vô. Không có đơn giản nghe quý vị. Nó nên á, mình đi về chùa gì á, thân bằng quyến thuộc mình, dòng họ mình được nhờ, là cái người chết chưa siêu người ta được nhờ dữ lắm đó, được nhờ lớn lắm. Đây là cái công chúng mà quý vị, tuy là 20 phút niệm Phật mà bao nhiêu người niệm Phật á, không có đơn giản đó quý vị ơi. Nên cái sinh nhật ở chùa mình nhìn thì đơn giản vậy đó, nhưng mà hoàn toàn tăng phước chứ không có tạo tội, nghe không? Còn Nhân Đức tặng cho con heo này không phải Nhân Đức kêu các cháu bỏ ống đưa tiền Nhân Đức đâu nghe, mà Nhân Đức dạy các con nè, các con biết bỏ ống để tập, các con từ nhỏ biết tiện tặng, biết tiện tặng rồi các con bỏ ống này nè, các con mua dép giày cho ba mẹ con mỗi năm sinh nhật. Ví dụ như mình để dành tiền chút chút, cái đó là cái công sức của mình ăn nhịn chút, bỏ vô ống heo, tới năm sinh nhật của mẹ thì mua quà cho mẹ, sinh nhật của ba mua quà cho ba, mua cái bánh sinh nhật nho nhỏ về cắt đãi ba đãi mẹ. Các con mà có tâm này phước duyên các con lớn dữ lắm. Nên á, Nhân Đức nhắc nè, tất cả các bé nhỏ đi về chùa không có cha mẹ mà kêu cầm tiền đưa Nhân Đức cúng dường nghe. Các cháu nhỏ muốn cúng dường là cầm tiền bỏ thùng tam bảo. Người lớn còn có thể cầm tiền đưa Nhân Đức được. Vì vị hiểu, con nít mà cầm tiền đưa Nhân Đức thì nó nghĩ rằng đi tu ngon quá, nên á, mình có tiền mình không được xài phải đưa thầy, sau này tao cũng cạo đầu cho tao đi tu để được người ta đưa tiền. Nó nghĩ vậy là sao? Nên thôi, con nít có tiền bỏ thùng tam bảo, nó tự cúng dường đi, không dính ai, mình dạy nó dễ hơn. Còn người lớn hiểu thì có khi đủ duyên gặp thì cúng dường thì được. Cái này quý vị phải nhận thức sâu sắc nghe. Đó, phải nhận thức sâu sắc đó. Các cháu về chùa hay người lớn đi chăng, mình được nhắc nhiều câu nó cũng quan trọng. Ví dụ những đứa thấy có những người người ta cũng lớn, mà khi lại chùa có những món đồ chưa cho mà họ tự lấy. Cái này là do họ cũng chắc chưa nghe vì nghĩ rằng là họ đâu có tâm ăn cắp gì đâu. Thì họ thấy cái gì họ thích họ lấy thôi, đâu có ăn cắp. Nên là các cháu nhỏ nhớ, đi đến đâu con nhớ là cái gì người ta cho mình mới lấy ha. Nhưng mà có những cái người ta cho mình mà mình lấy mà mình không dùng thì mình nên xem lại. Ví dụ như mình lấy xong mà mình vứt bỏ thì có tội nha, tại mình đã tiếp nhận rồi, các con hiểu không? Còn cái gì người ta không cho là mình không được lấy, mình phải hỏi một tiếng. Ví dụ như giờ chuỗi hay là vòng đeo tay hay là cái quạt như nó cầm trên tay gì để đây, mình lại mình nói dạ thưa thầy, cho con cái quạt cái thầy nè con, đúng phải không? Chứ cái quạt để đây mình đừng có lỡ này.
Đừng có vậy nghe con. Đó là có khi thấy cũng ngộ, đúng không? Nói cái đó là tuy là một câu nhắc nhở gì mà các con được nhắc nhở cả đời. Cái gì mà nói hỏi một tí. Ví dụ mình vô trong chùa đi, một cọng rau mà mình muốn đem về nhà mình cũng phải hỏi một tí. Tại mình không hỏi mình ăn cắp rồi. Cái gì? Mà nó quen tính đó nghe. Sao nữa thành tùy tiện. Ví dụ như mình sống với chị em đi học chung đủ nhau đi. Cái tính mình nó ra tùy tiện, thấy đồ người ta mình lấy mình xài đại, ưa có chuyện xảy ra lắm á. Tự nhiên mình lấy mình đeo vô tay đại, mình không hỏi người ta. Người ta đi coi đi kiếm người ta không thấy, cuối cùng người ta nói mình ăn cắp. Mà cái tội ăn cắp đó, nó mắc lòng tin lắm nghe các con. Tội ăn cắp nó mắc lòng tin lắm đó. Cái việc nhỏ mà nó phá cái việc lớn của cuộc đời mình đó con ơi. Tại vì mình ăn cắp, ăn trộm nó mắc uy tín. Mà mắc uy tín thì sao người ta tin mình, mà người ta không tin mình là mình mắc cơ hội để thành công sự nghiệp trong cuộc đời. Đúng không? Đó. Nên là mấy cái điều này rất là quan trọng từ khi còn nhỏ hình thành á. Cái con là chùa nghe một câu vậy thôi, tuyệt đối. Tập nè các con. Đồ ai mà rớt tuyệt đối không có lụm, lấy của người ta, lụm trả lại cho người ta. Còn nếu mà lụm được rồi mà không ai nhận lại chứ. Nếu mà tiền mình đem bỏ thùng Tam Bảo. Thật sự mà nói cái bỏ thùng Tam Bảo là giao nợ. Nó rõ ra là giao nợ đi quý vị. Còn mình lụm mình lấy, cái khi mình thiếu nợ người ta mất công thì mình bỏ vô thùng Tam Bảo đi. Của bá gia bá tánh rồi thôi. Trả về cho bá gia bá tánh phước cho rồi. Tam Bảo là bá gia bá tánh đó quý vị. Thập phương cúng dường. Nên dùng của Tam Bảo mà niệm Phật một câu là kết duyên với bá gia bá tánh. Nên á, vì sao mà người Đức ngồi đây người ta lợi người ta cúng dường như Đức ưa nói bỏ thùng Tam Bảo. Nó bỏ thùng Tam Bảo nó cũng hay lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó cũng không có nặng nề, không có dính cái chuyện mình thấy mình cúng dường cho người đó. Lỡ mai mốt người đó có la mình nói mình đâu có dính dáng gì đâu mà buồn cái gì chứ. Nhưng mà khi nó nặng ăn tình mà la cái nó buồn dữ lắm nghe quý vị. Thường là ăn tình càng nặng thì càng buồn nhiều, nó kỳ cục vậy đó. Nhưng mà khi ăn tình nặng mà mình hiểu nhau, mình thông cảm hết trơn thì tự nhiên mình không có buồn. Hiểu không? Nó khó lắm quý vị ơi. Khi gặp nhau vui, bữa nào la một phát thử thì buồn liền á. Bữa nào ví dụ như bà Lý tự nhiên đứng chửi bà Lý sùm. Thường mới quan hỷ mới vui rồi ha. Tự nhiên đứng chửi sùm chứ tá lạ mình xối xả. Giống như tưới nước vô mặt. Cuối cùng tuần sau không thấy đi chùa. Tuần sau không đi nữa. Tuần sau không đi nữa là thấy có chuyện xảy ra thấy chưa. Nó ai mà biết được quý vị thấy không. Thử cái trò này không dám chơi quý vị, không dám tự tiệt á. Nguy hiểm quá. Ai biết mấy bả thì sao? Nghe không? Thấy mấy bả vui đó mình giảm quá mấy bả vỗ tay rầm rầm vậy mà đụng tới mấy bả cái gì có chuyện xảy ra. Ồ. Ví dụ như nói đâu rồi sưng này nè, mà chi đồ, bà thu đồ này kia đồ. Mấy bà mang mắt kiến này đồ. Thấy thì ngon lành như thử đụng mấy bả cái coi. Cái la mấy bả bậy bạ cái nó tôi đố đi đến chùa đó. Chùa bị la nó ngộ ghê. Thấy không? Đó. Nên á, con người mình nó ưa buồn giận nó thành tự ái. Mà nó buồn giận nó không cỡ mở được nó tự ái nó nặng nề. Rồi cuối cùng chuyện nhỏ xé ra to. Chuyện con nó gịch ra cho thẳng. Thấy không? Đủ chuyện xảy ra. Nên á, tất cả mấy đứa nhỏ á, con gái mà muốn đẹp á, đừng có buồn giận hay để trong tâm. Đừng có âu sầu. Những đứa hỏi con âu sầu đẹp không? Vui nó mới đẹp chứ âu sầu sao mà đẹp. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ mình viết chữ đẹp thì người ta nhìn thấy thương là đẹp đó. Mình viết chữ xấu nhìn như con cua bò thì ai mà thương nổi. Viết chữ như cua bò nhưng mà nhìn cái dòng chữ cái chữ như cua bò chèn. Còn mình viết chữ đẹp người ta nhìn dòng chữ mình người ta kết mình á. Giống như đại lão hòa thượng Tịnh Không lúc còn trẻ, ngài nói ngài viết chữ đẹp lắm, viết chữ mà kính trọng lắm,
mà viết một lá thơ gửi cho thầy Phương Đông Mỹ. Mà thầy Phương Đông Mỹ là triết học gia, đâu phải dễ gặp đâu. Một lá thư thôi viết gửi cho ngài Phương Đông Mỹ. Vậy mà ngài Phương Đông Mỹ hẹn gặp riêng. Khi nói chuyện xong rồi thì thầy Phương Đông Mỹ nói rằng là trường đại học của tôi không có người viết được lá thư này. Mà trong khi Hòa Thượng Tịnh Không cái thời đó ngài mới học trung học thôi, mà cái dòng chữ ngài viết và cái lá thơ và cái lời văn của ngài viết, ngài nói là trường đại học hôm nay không có người viết được lá thư này, thấy không? Còn những đức mà viết lá thư thôi vượt quýnh luôn. Thôi thấy gì mình nói quýnh rồi khỏi viết thư. Quý vị, mọi người có biệt tài khác nhau, hiểu không? Mình nói được nhưng viết mà này kia viết chút đọc hết được luôn, viết sai chính tả dữ lắm. Trình độ ngày xưa học cao quá giờ quên chữ hết trơn, hiểu không? Học cao quá quý vị, viết chữ viết quá nhanh, viết bây giờ viết sai hết luôn, đọc mà được nữa, nên viết giờ nói không chứ không có viết nữa, hiểu không? À, thông cảm vì trình thầy học trình độ cao quá, thấy chưa? Mấy đứa này sau này đi học cao nhớ viết chữ đàng hoàng nghe con. Đừng có viết chữ ẩu tả, nói chữ bác sĩ. Viết chữ cho người ta đọc được, thầy hồi xưa học giỏi quá. Viết chữ viết quá nhanh, viết mà bây giờ quên hết chân chữ luôn. Ê con, viết chữ cho nó đẹp, tập cho nó quen nghe không? Nét nào ra nét nấy, viết cho người ta đọc được. Chứ viết mà người ta đọc không được, viết làm chi? Nghe không? Nên từ nơi đó mà những điều này nó rất là đơn giản mà phải nhớ nè. Con gái tập á, đừng có nhiều chuyện nhiều điều nghe con. Còn nhỏ mà nhiều chuyện là mầm non nhỏ nhiều chuyện đó, sau này nó lớn thành đại nhiều chuyện. Có cái bà đó sớm nghe bà nhiều chuyện đừng có nói nữa. Bà nhiều chuyện mà chuyện ai của làng sớm mà là bà riêu rao đấy, ghê lắm. Là người ta kể hồi đó nó còn nhỏ, nó đã nhiều chuyện nhỏ rồi. Chuyện nhỏ nhỏ là đi nhiều chuyện mà vì sao này nó lớn nó thành đại nhiều chuyện. Nên bây giờ nhỏ nhỏ giống mấy nhỏ này nè mà đi nhiều chuyện là sau này nó lớn nó thành cao thủ nhiều chuyện. Thì nhiều năm nó quân tập quý vị, nó thành cao thủ. Nó thành nhiều chuyện cao thủ chứ thì sao? Còn nhỏ thì nhiều chuyện nhỏ mà lớn lên nhiều chuyện lớn. Mà nhiều chuyện lớn là có vấn đề xảy ra đó nghe các con. Cái này phải nhớ á, nên cái này rất là quan trọng. Mấy đứa nhỏ nhỏ này, con gái này nè, không có được nhiều chuyện. Gánh dùng cái miệng niệm Phật đi. Đừng nhiều chuyện nhiều điều nghe không? Nó hình như chắc có cha mẹ của cái chú mà 29 tuổi nói các con nghe. Game nó không đơn giản đâu nghe. Chơi điện tử nó không đơn giản đâu nghe các con. Kinh thiệt. Nó học ra trường đại học cái gì đó ra, đại học gì đó ra trường rồi. Vậy mà ghiền game không mà ở trong cái phòng bấm tối ngày sáng đêm luôn. Cha phải nấu đồ ăn đem vô rồi nó mua cái lò để trong phòng. Nó hâm đồ ăn lại nó ăn. Rồi mua mấy thùng mì để cho nó luôn. Cả ngày lẫn đêm không ra ngoài. Các con thấy nó ghiền game sao không biết cái gì mà ghê vậy chàng. Không mà ghê lắm quý vị ơi. Có một cái chú này trong chùa, mẹ của ổng la mấy bà chị, tụi bay tối ngày nghe pháp đi, cầm điện thoại bấm hoài, nghe pháp niệm Phật đi. Cuối cùng nó cho bán chiếc điện thoại cũ, đưa bà cho bà thêm cái sim nữa. Cuối cùng bà lướt, bà chơi tới 1 giờ khuya luôn. Kinh khủng không? Không biết là cái gì luôn quý vị ơi. Đúng là ghê thiệt. Nó có một cái ma lực gì ghê thiệt. Tại vì ngắn quý vị, vô nó lướt hết này tới kia, hết kia tới nọ, lướt hoài. Ghê chưa? Thôi đừng có chơi, đừng có dính vô cái chuyện đó, ghê lắm. Bởi vì đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà nói đại ma dương. Ghê thiệt quý vị ơi. Bây giờ quý vị coi, những đức muốn lướt biết lấy gì lướt. Không có thời gian đâu lướt nữa. Mà đâu điện thoại đâu lướt. Có cái điện thoại 6330 hồi xưa nó trắng đen, liền hai cái u đầu lụm lên alo. Không mà công nhận cái điện thoại nó bền ghê quý vị ơi. Đang nói chuyện điện thoại rớt cái rầm cầm lên, có gì không? Công nhận nó bền ghê thiệt quý vị. Mà để trên bàn không ai lấy, vì lấy làm chi, có ai mua đâu lấy. Nó, mà tính ra xài 13 năm rồi.
mà 5 tháng mới sạc lần. Kinh không? Điện thoại mà 5 tháng mới sạc lần. 5 tháng xài 3 cuộc. Nó sạc cứ lần một. Thì thấy ghê không? Vậy mà nó khỏe vậy ơi. Ghiền điện thoại chứ mà ghiền kỳ cục vậy chàng. Thấy không? Nó nên mấy đứa nhỏ nhỏ nè, ghiền điện thoại là không có học giỏi đâu. Nó, ghiền điện thoại là không có học giỏi. Bấm tối ngày sao học giỏi? Không, không phải con nít, quý vị ơi, người lớn kìa, 29 tuổi mà ra trường đại học luôn mà chơi điện thoại tối ngày, bây giờ giống con ma ghiền luôn rồi. Nó khổ ghê, cha mẹ bây giờ á chuẩn bị lại Quan Âm mà phải chạy về nhà để nấu buổi ăn cho nó, để đó để cho nó ăn suốt mấy ngày. Nó có cái lò nó hâm từ từ nó ăn, kinh chưa? Chàng ở ngoài đời mà đi có chồng mà gặp ngay cái thằng vậy chắc thôi thúi hẻo. Đúng là khổ tới ghê. Em không? Thê thảm thiệt. Vì nó bấm hoài, nó bấm điện thoại hoài, nó không bấm mình luôn á. Nó ghiền điện thoại còn hơn ghiền vợ nữa. Có cái bà này bà nói rõ ràng mà, hồi cấp mà bà lấy thằng chồng, bà là thằng chồng của bà là nó ghiền điện thoại kinh khủng lắm. Nó ghiền đến mức mà nó quên bà luôn. Cái đêm mà vợ chồng động phòng nó bấm điện thoại không. Bà nói ủa không lẽ cái chuyện động phòng là nó gì ta. Tại vì bà này xưa bà không đi chơi, bà không biết gì chứ nghe. Rồi cái đêm động phòng nó lo bấm điện thoại không. Bà nói ủa không lẽ động phòng là gì. Ủa vậy động phòng gì là có gì đâu hay đâu chuyện. Bà đâu biết gì đâu. Thì bà cứ nằm đó nói cứ bấm điện thoại. Nó lo nó cầm điện thoại nó bấm hoài. Nó xong rồi sau này nè, thì tới một ngày đẹp giờ nó mới bấm bà. Thì quý vị coi sau này á, bà lớn rồi mới gặp như thế, nói thầy biết không, chồng của con á, nó hồi xưa động phòng là nó không động phòng đó thầy. Con nằm con đâu biết gì đâu. Thì giờ vô phòng thì nằm đại im gu vậy. Rồi nó bấm điện thoại hoài, con nói ủa không lẽ động phòng gì chở. Kinh không? Nó ghi điện thoại đến cái mức gì đó quý vị. Nó thấy ghê chưa? Thôi cái vụ này thôi, phải có thời gian thôi các con ơi. Mấy đứa nhỏ này ở đây có đứa nào ghiền bấm điện thoại tối ngày không? Đưa tay em coi. Có không? Gan đi mình, dám làm dám chịu đi, mình ghiền điện thoại mình đưa tay nó tí. Bây giờ không có thằng nhỏ nhỏ kia nó ghiền điện thoại đưa tay lên mà ông thằng đen thui thù lùi chụp cái tay nó nghe. Bây giờ chúng ta đi đến chùa, chúng ta cầu nguyện tam bảo gia hộ. Bây giờ trước ngôi tam bảo nè, dùng cái công đức nhân duyên ở chùa tu tập gì, nguyện cầu cho mấy đứa nhỏ mà ghiền điện thoại này mà cha mẹ nói không được á, tối đêm nay ông thằng đen thui thù lùi là ở chỗ nó. Đứa nào mà ghiền điện thoại á nghe, mấy ông lợ đừng có làm gì chứ, chỉ cần nói vài tiếng gì không biết mà nó từ đó gì sao nó không dám bấm điện thoại nữa là được rồi. Nghe không? Quý vị biết rằng á, hồi chiều gặp cái bà mẹ này, bà gặp như Đức, bà nói một câu như này: thầy ơi, có một lần ẵm đứa con đến gặp thầy, cái thằng nhỏ này ở nhà nó lì kinh khủng luôn, mà nó ưa chỉ tay mẹ nó gì nè. Bà xưa bà tay hai lần, bây giờ nó cứ chỉ tay mẹ nó gì, nó chỉ vậy nè, không biết bị bệnh chỉ mẹ nó gì nè, không nói cho nó chỉ mẹ nó. Ghê chưa quý vị, cái nghiệp phá thai ghê chưa. Phải tin nhân quả nghe. Nó chưa làm gì được mà nó chỉ tay trước rồi đó, chỉ tay vậy nè. Mới 3 tuổi chỉ vô mặt bà vậy đó. Mà bà chỉ cần ẩm gần là nó lấy tay nó chọt vô mắt bà. Bà nói là nó chọt mấy lần rồi con mắt muốn đuôi luôn. Kinh khủng chưa. Bà nói hồi xưa đó, bà cũng có vài miếng vỏ, mà vì bà quá thương con bà, nó chọt bà không thể nào mà né được. Tại người ta lạ, người ta chọt thì né được, còn bây giờ cái tình thương quá thương, nó chọt bắt tử không đâu có né được đâu. Đâu có ngờ con nó chọt vô mắt quý vị. Nên cái nghiệp phá thai này ghê thiệt quý vị ơi. Ghê không? Nó
Nên á, xong á, bà lại ở đây, bà gặp những đức nói rằng cô về cô niệm Phật nghe, thành tâm niệm Phật nghe. Mỗi lần ẩm nó đưa mặt xa xa kìa, tại vì cái con quan gia này nó đòi nợ, nó chọt bậc tử có ngày lòi con mắt. Không lẽ công an bắt ai bây giờ? Không lẽ bắt con mình vì coi ấy. Thôi bà lấy cái mặt bà tránh xa ra. Bà nói không thầy, nó không tránh nó được, tính ra nó chọt mắt 3 lần rồi. Nhưng đức nói thôi bà mua đại cái mắt kiến mà mang vô đi. Ghê quá mà đứa đức thì nó kinh quá quý vị. Cuối cùng nghe bạn, những đức chỉ bạn nghe pháp niệm Phật lễ Phật nghe. Xong á, cách nay khoảng cỡ hình như mấy tháng gì đó, ẩm lại. Thì xong á, những đức nói rằng con làm con nghe, tội gì tội nghe, báo thù gì báo thù, chứ chỉ mẹ làm tội lắm á. Thấy không? Chỉ mẹ con á là coi chừng á, có ngày nó chỉ ngược lại con đó nghe không? Nói một câu vậy quý vị biết, 3 ngày sau không biết nó lấy tay nó chỉ nó gì nè. Ừ, mỗi lần nó ngồi kế mẹ là lấy tay nó chỉ ngược là gì nè quý vị. Chỉ ngược là gì mà nó làm như cái tay nó đau dữ lắm quý vị. Chỉ ngược là gì mà nó đau, mẹ nó nói là nó đau dữ lắm, nó khóc, nó kêu lên. Một tuần sau là nó hết dám chỉ mẹ nó luôn. Quý vị biết nghe, cái niệm Phật lễ Phật nghe quý vị, nó có một cái công năng gì lạ kỳ lắm, mình không có thể nào diễn đạt được đâu. Không có khoa học nào mà có thể mà có thể nhận thức được cái điều này đâu quý vị. Giống như niệm Phật giống như uống nước nóng lạnh, tự uống tự biết. Hãy tin. Bây giờ nhà đức hỏi quý vị nè, cái đợt mà quý vị nhớ cái mùa dịch không? Cái mùa dịch mà bên không biết lúc đó quý vị có qua lại không, cái lần mà bên Đại Tùng Lâm mà lại mà trong nhà văn hóa đó. Vì coi cái lần đó lại xong công an người ta bao dây là hết trơn quý vị. Người ta bắt phải test từng người ta mới cho về. Nhớ không? Mà thiệt là đông luôn, cái nhà văn hóa đầy người ta, chứ mà chẳng nói là chẳng dịch. Mà đúng là mình nghĩ là mình với Hòa Thượng cũng gan thiệt chẳng. Nhẫn đức là gan 1, Hòa Thượng ngày gan 3-4 thiệt á. Tại vì Hòa Thượng ngày chủ trì chùa. Thế quý vị, Nhẫn đức lại xong rồi hết trơn, thì bên ngoài á là người ta ngay đường ngoài là người ta chặn đường lại hết. Mà lúc lại là người ta lỡ người ta kêu là ngưng đó nghe. Nhưng Hòa Thượng ngày nói cái gì thì cái gì nghe các ông. Cái chỗ lúc lại Bồ Tát đó nghe, để cầu nguyện cho giảm bớt kiếp nạn. Bây giờ các ông cái gì xong rồi đi, thì các ông muốn sắp xếp gì sắp xếp. Thì họ đi ra ngoài trước, họ làm cái gác ở ngoài trước. Thì khi mà mình lại xong hết trơn, nguyên một cái dàn chùa mình bên kia đưa qua, y người ta Phật tử đến. Mà cái nhà văn hóa đầy kính nó tràn ra ngoài mà. Vì mà test từng người mấy bà già ngồi lăn lóc đợi tới 12 giờ mấy, 1 giờ khuya. Mà nó test không một người nào mà bị chứ quý vị ơi. Ừ. Công nhận vị con nhận hay không? Bởi vì cái này phải tin mà, cái mùa đó cái mùa dịch chứ đâu phải là bình thường đâu. Mà quý vị biết rằng á, mấy bà già bà lại bà ướt mồ hôi ướt mình chứ, mà qua giờ đó nó lạnh mà làm gì test mà không dính. Như vậy mà test không có ai bị cái gì chứ, lạ kỳ chưa? Rồi thì quý vị coi cái lại Quan Âm Bồ Tát của mình á, 3000 lại và Di Di Đà, quý vị coi đông cỡ nào chưa? Mà mấy ngày liên tục quý vị coi cái chuyện gì nó cũng đâu vào đó, phải tin không? Phải tin á. Một cái chương trình nhỏ bình thường thôi là người ta có trạm y tế hoặc là này kia người ta chuẩn bị dữ lắm. Còn cái chương trình nó kinh khủng quá. Mà cái chương trình chùa mình mà nếu mà làm trạm y tế, chắc một cái trạm y tế nó đông người ta dữ lắm mới chịu nổi. Mà làm trạm y tế ra là có chừng là có người ta bệnh nhiều lỡ đông nói việc. Ngộ vậy đó. Mà lỡ mà bác sĩ nói bệnh này bệnh kia nó hết dám lại luôn. Tự nhiên mình để đại vậy mà nó xong đâu vào đó chứ quý vị ơi. Công nhận phải tin Phật Bồ Tát nghe quý vị. Quý vị chưa thấy đâu, cái bà này á, khi trước khi lại Quan Bồ Tát mà bà đi á, chồng bà nói một câu, mày đi tao về quýnh gãy chân mày. Bà nói bây giờ con thí nghiệm thử, con về con lại Quan Âm Bồ Tát,
chăn thầm con lại thử coi nó có đánh gãy chân con không, đúng không? Bà chăn thật bà đi lại Quan Bồ Tát nha quý vị. Lúc mà bà lại xong hết dơn Quan Âm Bồ Tát đó, bà nói cái tâm của bà không biết sao nó mạnh mẽ lắm quý vị ơi, mà nó không có sợ sệt gì chân á. Thường là bạn đi bằng đi mà chó sủa là bà sợ, bà chạy vù vù, chó nó vượt bà kinh khủng luôn. Mà bữa nay bà lại Quan Âm xong kỳ cục, chó sủa bà không chạy, chó sủa bà không chạy. Bà nhớ lại cái lời vừa Đức giảng á, chó sủa bà làm nè, con chó nó tưởng nó bảo là ma chó. Nó chạy vù vù, nó thẳng cái đuôi nó chạy quý vị. Bả về nghe quý vị, bả nói không biết sao á. Thường là sợ vậy là vì là đứng ở ngoài ngay cái cửa nhà, ngay cái trang cái cửa, không dám vô gõ cửa vô. Quý vị biết rằng tự nhiên bả về bả xô cửa vô vậy nè, chồng bả nó hết hồn, nó ngồi vậy nó tưởng nó ăn trộm. Tại vì bà này nay sao kỳ cục, cái xô cửa bà đi vô. Đi vô xong bật đèn lên, bà nó không biết sao con vậy luôn thầy. Xong rồi con vô con tắm, con thay đồ đồ bình thường. Rồi xong á con nấu một miếng đồ ăn, con ăn xong con vô con ngủ. Sáng chồng con hỏi khỏe không. Không tưởng tượng được luôn á. Nghĩa là không biết chuyện gì xảy ra luôn quý vị. Quý vị thấy không? Nó có một cái gì quý vị ơi. Bởi vì Phật Pháp tại sao mà dù cỡ nào, dù ai có nói cái gì Phật Pháp, dù ai có nói người ta làm sao người tu, thì mỗi năm lễ lọc hay là mỗi năm mà Tết nhất thì người ta vẫn ào ào người ta đi chùa. Thì công nhận không? Dù cho Phật giáo có nhiều người nổi tiếng bị nói quá trời luôn, trên mạng đầy như vậy mà người ta vẫn phải đi chùa. Chứ không đi chùa đi đâu? Không đi chùa đi gỡ gắm ở đâu bây giờ quý vị? Bây giờ biết gỡ gắm ở đâu bây giờ? Quý vị thấy chùa là tổ ấm ta về, quý vị thấy công nhận không? Quá đặc biệt luôn. Đó. Nên hôm nay á, ai mà sinh nhật á, lên đây coi. Sinh nhật bữa nay ai sinh nhật lên đây. Bây giờ chúng ta niệm Phật chút nè quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Các cháu mà về chùa mình á, được dự sinh nhật là các con có duyên phước lắm nghe.
Đây là cũng là kỷ niệm ha. Mà cả đời các con hướng thiện thì cuộc đời của con rất là tốt đẹp nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. Mỗi tuần thứ bảy lớp đạo làm con chúng ta càng ngày càng đông, các cháu được về chùa niệm Phật và nghe đạo, rồi xong các cháu được làm lễ phóng sanh. Cái công đức nhân duyên này rất là thù thắng, nên chúng ta nguyện đem công đức nào hướng cầu an trên là hòa thượng, nhờ ngài xây chùa mà chúng ta có chỗ về đây nương tựa tu hành, và đem công đức nào hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu luôn luôn bình an, gia đình hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức nào hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết quan chết ức chết chưa được siêu thoát đều được hưởng những công đức này, họ phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ các con đọc tam quy y xong chúng ta thả chim, các con nhớ còn nhỏ mình được phóng sanh rồi nên các con không có tùy tiện giết ruồi mũi kiến gián nghe, không có sát sanh hại vật, vì mình muốn sống nó cũng muốn sống nghe không các con, vậy thì các con có phước. Chúng ta đọc tam quy y nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y tăng không đọa bàn sanh. Bây giờ chúng ta niệm Phật vỗ tay đi thả chim này các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, té con. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.